Rồi bây giờ mình sẽ cuốn một cái mình ăn thử nha các bạn. Cái này mình hôm nay là cuối tuần cho nên là mình sẽ làm một món gì đặc sắc để mình sẽ tự thưởng cho mình sau một tuần làm việc căng thẳng với ông boss. Đây mình sẽ chấm mình ăn xem nó có vừa vặn không. Mình thấy là nó quá ngon các bạn. Nó không phải là ngon mà nó quá ngon. Bởi vì nó có bò lá lốt, có bánh hỏi và có rau sống. Thì đó, cái đĩa rau sống bạn muốn lấy ăn gì thì các bạn cứ lấy. Thì mình quá ngon cho nên là bắt buộc là mình phải ăn tiếp. Rất là ngon ạ. Thì để có cái làm sao có được cái món bò lá lốt như bày thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trong cái video này. Xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách làm bò lá lốt nha các bạn. Đó thì tất cả các nguyên liệu chúng ta cần là chúng ta mình đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn này rồi. Thì hôm nay là mình làm bò lá lốt thì mình cần 1 kg thịt bò top size nha các bạn. Đấy, xay sẵn đây. Đấy thì thịt bò nào cũng được. Nhưng mà mình hôm nay mình làm là bò top size. Rồi chúng ta cần 100g mỡ hoặc là 200g mỡ, tùy các bạn muốn là nó béo nhiều hay là ít. Đó đây thì mỡ đây, đấy màu trắng nó nằm ở trên sẵn mình đã nhờ người ta xay rồi. Và chúng ta cần là 1/2 muỗng cà phê muối nha các bạn. Và 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột nêm. Chúng ta sẽ là 2 củ hành bao vắt bỏ nước nha các bạn. Sả thì chúng ta sẽ cần là 2 muỗng ăn cơm. Thì cái này là tùy. Thì cái sả này là mình đã xay ra và mình đã để tủ lạnh. Thì bây giờ mình sẽ lấy xài là 2 muỗng ăn cơm. Thì tùy các bạn muốn nó hương vị nó nhiều hay ít thì cho vô. Và 1 muỗng ăn cơm đậu phộng là chúng ta đậu phộng chúng ta đã rang lên và chúng nó đập nát rồi nha các bạn. Đó thì 1 muỗng. 1 muỗng cà phê ngũ vị hương, đây ngũ vị hương đây, thì chúng ta sẽ xài là 1 muỗng. Và lá lốt của chúng ta thì chúng ta sẽ cắt ra, rửa sạch, lau khô và cuối cùng là chúng ta sẽ cho 1 chút tiêu thì tùy khẩu vị của mình. Đó rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách cắt lá nha các bạn. Đó khi mình cắt thì mình sẽ để lại một chút xíu cái cuống như vậy đó, để cho mình tí nữa mình cuốn thì mình lấy cái này để mình đâm ngược lại để thành cái cuốn. Đó cái cuộng thì mình sẽ bỏ ra ngoài. Rồi cái lá lốt này là tất cả là mình đã cắt xong nha các bạn. Đó tất cả những cái lá thì nó đều giữ lại một chút xíu cuống này lá lốt nha các bạn. Đó thì cái lá này hiện nay ở Úc là họ bán là 50 đồng 1 ký. Đấy thì mình mua cái chỗ này của mình nhé là 11 đồng. Đấy thì mình sẽ rửa sạch rồi thì mình sẽ lau thật khô từng lá một để mình sẽ gói là bò lá lốt cho các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ là trộn thịt nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ cho là 0/2 muỗng muối nha các bạn, là 0,5 muỗng cà phê muối. Rồi chúng ta sẽ cho là 1 muỗng cà phê đường. Rồi kế tiếp là chúng ta sẽ cho là 1 muỗng cà phê bột nêm nha các bạn. Rồi kế tiếp là chúng ta sẽ cho là 2 muỗng ăn cơm sả nha các bạn. Cái này là tùy khẩu vị thôi. Nhưng mà mình thích cho 2 muỗng thì mình cho 2 muỗng sả vô. Một cho một chút xíu tiêu nha các bạn. Cái này là tùy khẩu vị của mình thôi. Mình cho 1/2 muỗng cà phê. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cho là 1 muỗng ngũ vị hương nha các bạn. 1 muỗng cà phê. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho là 1 muỗng ăn cơm đậu phộng nha các bạn. Thì cái này là tùy khẩu vị thôi. Thì mình hôm nay làm thì mình sẽ cho là 1 muỗng tablespoon là muỗng ăn cơm đậu phộng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bào hành ra nha các bạn. Đó 2 củ chúng ta sẽ bào ra rồi chúng ta sẽ vắt nước ra. Chỉ lấy bã thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vắt hành ra nước nha các bạn. Bỏ nước đi chúng ta chỉ lấy bã thôi.
tiếp theo là chúng ta sẽ cho là một muỗng ăn cơm nước mắm nha các bạn, là tablespoon đó. Cái nước mắm này tùy khẩu vị mỗi người nha các bạn, mình ăn mặn hay ăn nhạt thì mình cho bao nhiêu, thì hôm nay mình cho là của mình là một muỗng ăn cơm, thì đấy là tùy các bạn thôi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ trộn đều lên nha các bạn. Đấy, tất cả mọi thứ của mình đã có sẵn rồi, mình sẽ trộn đều tất cả mọi thứ lên với nhau. Đấy, mình vừa trộn mình vừa bóp. Cái mục đích của mình cho hành như vậy là để khi mình nướng nó không có bị khô với nó có mùi thơm nha các bạn. Đấy, trong thời gian chờ đợi thì mình muốn giải thích thêm với các bạn là cái đậu phộng này là mình tùy nha các bạn, mình muốn ăn thì mình cho vô. Đó, thì khi mình cắn vô thì nó có cái hương vị của đậu phộng, miền Bắc thì người ta gọi là củ lạc á, thì nó bùi hơn. Hoặc là sau khi mình nướng xong mình rắc lên trên cũng được, thì mình muốn ăn bao nhiêu thì mình cho vô. Thì đấy là mình muốn nói thêm về cái đậu phộng nha các bạn. Đây thì mình sẽ trộn đều lên mọi thứ, bóp như vậy. Mình muốn nói thêm với các bạn cái ngũ vị hương nha các bạn. Thì mình muốn ăn bao nhiêu thì mình cho bấy nhiêu, nếu mình muốn cho nhiều thì mình cho nhiều. Thì vừa rồi mình có bỏ thêm một chút xíu vào để cho nó có mùi thơm thêm một chút xíu. Thì cái đấy là tùy khẩu vị mỗi người nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lau lá lốt cho nó thật khô nha các bạn. Thì cái mục đích của cái việc lau lá lốt này thì cho nó sạch thôi nha các bạn. Bởi vì thực ra khi mình rửa mình cũng không có đảm bảo 100% là cái lá lốt của mình nó sạch. Họ trồng ở trên farm thì họ có này kia, thì mình cũng không biết như nào, nhưng mà mình tốt nhất là mình cũng cứ lên lau. Bởi vì cái này là mình làm ở gia đình mình ăn nên mình kỹ và cẩn thận chút xíu thì nó tốt hơn. Thì tốt chừng nào thì hay chừng đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta gói bò lá lốt nha các bạn. Thì cái chiều gói thì chúng ta sẽ quay cái chiều xanh này này ra ngoài. Đó, còn cái phần này mình gọi cái này là cái phần ngoài của lá, mặt trái thì cho vào trong. Thì mỗi người gọi một kiểu. Thì đây, cái chiều này thì mình gói lá sẽ gói chả, còn cái chiều đẹp thì mình bỏ ra. Đấy, xấu xa thì mình đẩy lại các bạn. Đấy, mình sẽ cho vào như vậy thì mình sẽ gói nha các bạn. Đấy, mình quấn như vậy nha các bạn. Rồi mình sẽ lấy cái cuống đó mình sẽ đâm vào để nó thành cái khóa luôn. Đó. Rồi bây giờ mình đã gói được tổng số ở đây là khoảng độ 90 chiếc nha các bạn. Đó, thì sau khi gói xong á, mình sẽ cho vào bếp lò, oven, mình nướng. Thì nếu mà mình có bếp than á, mình nướng thì tốt. Nhưng mà ở đây mình không có bếp than như vậy như ở Việt Nam, cho nên là mình sẽ treo vào lò oven mình nướng nha các bạn. Đấy, thì mình gói xong mình sẽ cho vào mình nướng. Bây giờ mình sẽ cho vào trong cái lò để mình nướng nha các bạn. Đây là cái lò nướng của mình. Cái này nướng thì nó nhanh hơn, với cả chả bò lá lốt thì không có cần thiết phải dùng cái lò kia. Đấy, thì cái lò này thì cái bộ nướng của nó ở trên nắp nhá, từ trên nó nướng xuống là bao nhiêu độ C, cái này là bao nhiêu độ C, cái này là cái thời gian nha các bạn. Đấy, thì cái này mình chỉ cần 10 phút thôi. Còn cái này nó giống như cái nồi cho các bạn, nó không có gì hết. Thì mình cho miếng giấy bạc vô, rồi mình cho mình nướng. À, các bạn, cái đây là trong cái nồi nhá, ở dưới nó chỉ là cái thủy tinh thôi, mấy cái miếng sắt kê đấy, inox, miếng inox đó. Đó, bây giờ mình cho chả bò lá lốt vô. Rồi bây giờ mình xịt một chút xíu dầu lên nha các bạn, dầu non-stick á, để cho nó không có bị cháy lá. Đây, cái dầu lên là như vậy nha các bạn, non-stick đấy, Prochef Australian Corona Spray. Đấy, rồi sau đó là mình đẩy cái nắp này lên. Đấy, cái nắp này chính là cái máy nha các bạn, cái lò nằm ở trên cái nắp. Thì cái này ngày trước nó bán ở ngoài Audi đó, ngoài shopping ấy. Đây là cái máy nằm đây các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ nướng bằng cái lò này. Thì nhiệt độ mình sẽ để là 220 độ C nha các bạn.
thì các bạn thấy là 150 độ C, 175 độ C, 200 độ C, 220 thì nằm ở quãng này. Đấy, 225 độ C đây. Đấy, con số đây. Thời gian thì mình sẽ để là 10 phút. Mình quay đây. Các bạn thấy là tiếng timer nó chạy đó. Thì cái này nó có cái quay nhá các bạn. Cái quay này là cái công tắc luôn. Bây giờ mình đóng cái quay xuống là nó sẽ là bật nướng. Thì đây là cái lò nướng này, có nhiều cái nướng bằng cái nồi nó ngon nha các bạn. Bởi vì cái này nó không có cần lâu. Thì cái này của mình là cần có 10 phút thôi là cái bò lá lốt của mình được rồi. Nếu mà khi mà xong á thì các bạn, hoặc là mình muốn tắt đi thì mình chỉ cần nhấc cái nắp này lên. Đó, là nó sẽ tắt điện. Là mình nhấc ra, mở ra mình lấy đồ. Đấy, mình đóng lại là mình bật luôn. Đấy, nó nướng là từ trên nắp xuống rồi các bạn. Đặc biệt là cái lò nướng này ấy, thì mình rất là dễ lau chùi. Bởi vì là cái phần nắp á, thì nó nằm ở trên. Cho nên là cái khả năng mà dính dầu mỡ thì nó cũng đơn giản hơn là cái phần nằm bên dưới. Cho nên là dầu mỡ nó chảy xuống dưới đó thì mình cũng dễ clean hơn. Mà cái này nó chỉ là cái thủy tinh nha các bạn. Đấy, rất đơn giản. Mà lần trước mình mua là có 20 mấy đồng ở ngoài shop mình thôi. Đó, thì mình đợi 10 phút là mình có trả nha các bạn. Đấy, các bạn thấy là nó nướng nó sẽ tự động nó điều chỉnh nhiệt độ. Lúc thì bật đèn lên là nó nướng. Khi mà nó đủ nhiệt độ thì nó sẽ tự động nó tắt đi nha các bạn. Nếu mà bạn nào mà muốn ăn nó. Đấy, các bạn thấy là khi mà hết đủ 10 phút thì tự động nó sẽ báo cho mình cái tiếng chuông. Nó sẽ tắt. Rồi nếu mà bạn nào muốn ăn cháy thì mình cho nó tăng thời gian lên nha các bạn. Đấy, thì bây giờ là xong. Mình sẽ mở cho các bạn coi. Đấy, nó tắt rồi. Đấy, cái phần chả mình nướng là trong lò là xong nha các bạn. Thì đấy, này nếu mà bạn nào muốn ăn cháy thì mình nướng lâu một tí, nhưng mà nó sẽ bị khô nha các bạn. Đấy, mình nhà mình ăn như vậy là vừa rồi. Đấy. Còn nếu bạn nào muốn ăn cháy khô thì các bạn nhớ cho thêm mỡ nha các bạn. Đấy, khi mà mình làm thịt á thì mình cho thêm vô để mình nướng nó không bị khô. Đấy, thì đây là mình đã nướng xong. Rồi, hôm nay sẵn có bò lá lốt nha các bạn. Thì mình sẽ làm món bò lá lốt chấm mắm nêm nha các bạn. Mình đang làm mắm nêm đây. Thì đây là cái hành. Đây là mắm nêm. Đây là tỏi với ớt. Đây là sả đã xay nha các bạn. Đây là dứa. Đấy, thơm mình đông đá mình bỏ ra để mình chế biến làm mắm nêm. Đó, mình cắt nhỏ rồi mình bỏ vô cái máy xay cho các bạn. Đây là cái mình làm mắm nêm nha các bạn. Thì đây là cái sả là mình xay này. Mình sẽ chuẩn bị mình cho vào mình xào lên để cho nó thơm. Rồi mình sẽ đổ vào mình làm mắm nêm. Còn đây là cái trái dứa mình đông đá, trái thơm đó. Mình đã xay nhuyễn rồi. Bây giờ mình sẽ cho lên bếp mình xào nha các bạn. Đây là sả mình đang xào nha các bạn. Mình cho dầu ăn và mình xào bình thường thôi. Để cho nó thơm lên, có mùi thơm lên là được rồi. Mình thích ăn nhiều thì bỏ nhiều vô các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ mắm nêm vô nha các bạn. Đó, mình vẫn đang xào đó các bạn. Rồi mình bỏ mắm nêm nha các bạn. Đấy, mình hôm nay mình chơi hết một chai luôn. Đấy, mà các bạn ăn nhiều thì cho nhiều, ăn ít thì cho ít. Đấy, thì cái này tùy khẩu vị nha các bạn. Đấy là cái cách thức mình làm mắm nêm nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho là cái trái thơm mình đã xay nhuyễn rồi. Mình sẽ bỏ vô. Cái này tùy theo mình thích ăn nhuyễn thì mình xay nhuyễn nha các bạn. Các bạn muốn ăn sơ thì các bạn xay vừa vừa thôi. Đấy, mình vừa mới có nếm thử nha các bạn. Thì mình thấy là cần phải cho thêm một chút xíu. Để nếu mà mình cho nhiều cái trái thơm này quá thì nó sẽ làm nhạt mắm. Đấy, thì mình kiểm tra nếu mà mình cái khẩu vị của mình thấy vừa vặn thì là mình ngưng, hay là mình cho thêm, đấy là tùy mình. Đấy là mình cách thức mình làm mắm nêm nha các bạn. Ăn bò lá lốt nó phải có bánh hỏi nó mới ngon, nó mới đủ bộ.
Rồi đợi đến khi nào mà nó sôi thì chúng ta sẽ tắt bếp nha các bạn. Đấy, mình sẽ tắt bếp đi các bạn, nó sôi rồi. Đây là cái hành lá nha các bạn. Đó, thì mình đã thái sẵn ra rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ dầu vào, rồi mình cho vào microwave mình quay, cho vào lò vi sóng các bạn. Thì các bạn xào lên cũng được, nhưng mà mình cho vào máy microwave mình quay lên cho nó nhanh. Đấy, mình sẽ cho vào lò vi sóng mình quay trong thời gian là 1 phút. Rồi bây giờ mình sẽ làm bánh hỏi nha các bạn. Thì đây là cái loại bánh hỏi, là bánh hỏi ăn liền. Mình làm trong khoảng độ là khoảng độ 1 phút là mình đã có bánh hỏi mình ăn rồi đây. Đấy, đấy là cái hình dạng của nó. Cái này là các bạn thấy là sản xuất tại Mỹ Tho. Đấy là của Việt Nam. Đấy thì mình rất là yêu chuộng sản phẩm của Việt Nam. Rồi bây giờ mình sẽ xếp vào trong cái này nha các bạn. Đấy, mình sẽ xếp như vậy. Các bạn, cái này nhé, mình nói sơ qua cái này xíu. Đây là một cái chảo nha các bạn, chảo sâu lòng. Còn cái này là cái rổ bằng inox đó, stainless steel các bạn. Rồi mình lấy nước sôi mình đổ vô. Đây các bạn thấy là cái nước sôi nha các bạn, sôi sùng sục đó. Bây giờ mình sẽ bỏ vô đây. Đó, mình sẽ đổ vô nha các bạn. Cái này là bánh hỏi ăn liền. Đấy, các bạn thấy là khi mà đổ ngập là ok nha các bạn. Chúng ta sẽ để trong 1 phút, rồi chúng ta sẽ lấy ra là có bánh hỏi ăn nha các bạn. Rồi đây là món bò lá lốt ăn mắm nêm. Thì hôm nay mình có bánh hỏi nha. Thì cái bánh hỏi đó là mình lúc nãy mình làm rồi đó. Thì bây giờ mình có rau, các loại rau sống đây. Thì hôm nay mình có hẹ này, cần nước, rồi dưa leo, rồi xoài xanh nha các bạn. Đấy, thì các bạn muốn ăn gì thì ăn đó thôi. Đấy, thì cái kia là cái hành hôm nãy mình mới cho microwave mình quay 1 phút đó. Rồi bây giờ mình sẽ rắc đậu phộng lên trên bò lá lốt nha các bạn. Đấy thì tùy mình muốn ăn thì mình cho vô cho nó thơm thôi. Cái này không bắt buộc thì bởi vì nhà mình thích ăn cái kiểu này cho nên là mình cho vô các bạn. Thôi bây giờ các bạn nha, cái bánh hỏi này mình sẽ cuốn nó lại để mình bỏ ra cái dĩa bên kia. Đấy. Thì cái này là mình chỉ 1 phút là mình đã xong cái phi vụ bánh hỏi rồi. Đó, mình sẽ xếp ra đĩa nhìn cho nó đẹp. Đấy, mình sẽ rắc hành lá lên trên đó. Đấy, mình vừa quay trong lò vi sóng các bạn, microwave á. Mình rắc lên trên nhìn cho nó thơm. Đó, cái mắm nêm thì mình phải để nguội nó mới vắt chanh nha các bạn. Nếu không lúc nóng là nó sẽ bị đắng. Bây giờ mình sẽ cho là tỏi với ớt vô. Rồi bây giờ nước mắm nêm của mình nó nguội rồi các bạn. Mình sẽ vắt chanh vô. Đó, bây giờ mình sẽ nếm thử nha các bạn, xem nó đã vừa chưa. Thì mình thấy là nó hơi mặn nha các bạn. Mình vắt thêm chanh cho. Đấy, các bạn nêm làm sao cho nó phù hợp với khẩu vị của mình. Mà theo mình thì là chua ngọt ngọt thì là được. Rồi sau rồi chúng ta sẽ bỏ cái hành lá lên trên nha các bạn. Thì đây là cái món bò lá lốt chấm mắm nêm ăn bánh hỏi với rau sống nha các bạn. Đấy, xoài xanh rồi mọi thứ, mình muốn ăn gì mình cho vô. Rồi bây giờ là các bạn, mình đã làm xong rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. Thì mình đã quấn là đây là xà lách này, rồi xoài, dưa leo, rồi hẹ, rồi còn nước đầy đủ trong này rồi. Bánh hỏi và bò lá lốt. Mình sẽ ăn kiểm tra xem là được hay không nha các bạn. Rất là ngon các bạn. Rất là ngon. Trong này có đậu phộng, có ngũ vị hương, có sả, có lá lốt, có bò. Đó. Mắm nêm thì có hành, có ớt, có thơm, chua chua, ngọt ngọt. Rồi bánh hỏi nữa. Các bạn ăn cái này là các bạn đảm bảo các bạn nào đêm mà không mơ về Việt Nam không được.
Mình kiểm tra xong mình ăn là rất là ngon các bạn. Mình hy vọng là các bạn làm một món ngon như thế này, mình rất là hài lòng. Rồi, cảm ơn các bạn. Của mình video hôm nay là xong. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. See you next time. Bye bye.